Anh sẽ nhờ một nghệ sĩ đàn tranh rất nổi tiếng. Cái tên của em Sona ấy, nó là tên của một loại kèn. Và thông dụng nhất thì mọi người biết nó là kèn đám ma. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Young Maker và tôi là Thái Sơn. Và nếu các bạn thấy thì hôm nay tôi rất là bling bling các thứ là bởi vì sao? Khách mời này rất là liên quan tới cái cụm từ bling bling. Trong thời gian qua, rất là nhiều cái nền tảng xã hội, đặc biệt là TikTok, xài cái ca khúc của bạn này rất là nhiều. Và sáng nay tôi check là 134.000 người sử dụng cái đoạn hát của bạn đấy. Và thời gian qua nữa, bạn ấy có tham gia một cái project, đó là Rap Việt mùa 3 đang rất là hot. Và không ai khác, đó chính là Sona. Hi, xin chào mọi người. Yeah, Sona của chúng ta đây. Trời ơi, anh mặc bling gần chết luôn. Sao hôm nay em giản dị quá vậy? Hôm nay em muốn dành sự tỏa sáng lại cho anh. Ok. Từ đó thời gian rồi chắc em đồng tiền vàng nhiều quá. Nó lập bling hết cả cái TikTok luôn. Nên hôm nay là em đầm đầm xuống xíu đúng không? Hôm nay mà hỏi cái này mọi người có thấy từ đồng tiền vàng đến giờ Sona có gì khác không mọi người? Khi như cái size của em nó bị nhỏ đi rất là nhiều đúng không? Dạ. Biết thời gian qua có chuyện gì xảy ra với em vậy? Thì qua MV thì mọi người cũng thấy rồi đó, mọi người hay kêu em là bà chủ hụi đó. Chủ hụi. Như kiểu giống như bây giờ em lỡ em giật hụi của người ta nhiều quá rồi người ta đuổi đánh em á, em phải chạy, em chạy riết bây giờ cái size em nó nhỏ xuống vậy luôn á. Chạy riết bây giờ cái size em nó nhỏ xuống vậy luôn á. Ủa ngoài em nói đùa đúng không? Thực ra thì em muốn mang đến một cái hình ảnh gần gũi hơn với mọi người và nó dễ tiếp cận hơn, và quan trọng là mình phải có một cái sức khỏe thật là tốt, cho nên em quyết định là giảm cân. À, em giảm bao nhiêu cân mà sao nó nhỏ hẳn vậy? Dạ, em giảm khoảng 20 kg. Oh my god. Wow. À, thưa mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình sức khỏe và cộng đồng. Thì bí quyết làm sao để cho Sona của chúng ta giảm được 20 cân trong một thời gian như vậy? Thì 20 cân em giảm trong vòng 1 năm. Thì em nghĩ là lúc trước á em khó giảm cân lắm. Nhưng mà khi tự nhiên em có một cái mục tiêu, em xuất hiện trước công chúng nhiều hơn thì tự nhiên cái em có cái động lực. Em tự giảm cân được luôn. Yeah. Mọi người thấy chưa, đây là một cái Young Maker, một cái người mà gọi là đang rất khao khát để gọi là phát triển trong nghệ thuật, và bạn ấy chấp nhận những cái thử thách trong cuộc sống, đó là giảm 20 cân trong vòng 1 năm, tức là vị chi là một tháng em giảm khoảng gần 2 cân. Đây là một trong những cái mà gọi là tôi rất là respect bạn thực sự luôn. Thế hôm thời gian rồi tham gia Rap Việt thì sao, có kỷ niệm gì em đã để lại trong thời gian qua không? Tham gia Rap Việt thì đó là một kỷ niệm mà trong đời em có thể là không bao giờ quên được. Đó là một cái cơ hội mà em nghĩ em không bao giờ mà có thể đứng trên sân khấu lớn như vậy. Giống như là tự nhiên có một cái cơ hội ở trên trời rớt xuống, rớt chúng mình luôn. Sao lại cơ hội rớt xuống? Em cũng phải casting, em cũng phải mọi thứ mà đúng không? Khi mà em casting thì em nghĩ là em không đậu đâu. Ủa sao vậy? Tại em thấy nhiều bạn hay quá. Nhiều bạn rất là giỏi. Em thì em nghĩ tại vì cái cơ hội nó thấp quá, cái phần trăm thấp. Cho nên là em không có nghĩ là mình sẽ được in vào trong cái vòng ghi hình. Thực ra thì vậy cũng hơi khiêm tốn, bởi vì anh nghĩ là khán giả biết em rất là nhiều. Chứ không phải là em là một trong những đối thủ đối với anh là cũng khá là nặng ký đấy. Thế thi xong rồi sao? Có cái cảm nhận như thế nào? Thời gian tới đang muốn làm gì không? Thi xong thì em cũng có nhiều cái dự định cho mình. Bây giờ em muốn mang những cái màu sắc, mang âm hưởng dân tộc, dân gian. Những cái âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Như là ở miền Tây thì mình có đơn ca tài tử. Rồi thì Việt Nam mình có như ca trù, rồi hát quan họ đồ các kiểu. Những cái âm hưởng nó rất là đẹp. Em nghĩ là khi mà mình đem vào mà mình kết hợp với những cái âm nhạc hiện đại như là nhạc rap thì nó sẽ mang một cái màu sắc rất là lạ.
mà có thể ví dụ như là những cô chú lớn tuổi cũng có thể nghe nè. Và các bạn đúng. Các bạn trẻ thì cũng có thể tìm hiểu về cái dòng nhạc của ông cha ta ngày xưa. Thực ra thì anh nghĩ là rap thì khá là mới ở Việt Nam. Tuy nhiên khi mà anh xem xong một vài cái sản phẩm của em thì anh nghĩ chắc là khán giả lớn tuổi vẫn nghe được. Rồi ở tất cả vùng miền nào hầu như cũng có thể nghe em được. Đó cũng là một trong những cái lợi thế. Thế thì hôm nay em tới đây thì em mong muốn điều gì? Ở anh chẳng hạn. Em mong muốn anh sẽ làm cho em một cái beat thiệt là đã cái nư. Yeah. Beat đã nư à? Dạ. Thế cái nư em là cái gì để anh biết nào? Bây giờ nó mang một cái màu sắc nhân gian. Okay. Nhưng mà nó vẫn phải thế giới. Nó vẫn phải thế giới. Dạ. Ok là. Thế bây giờ nhá, em thử hát một đoạn đi. Em hát một đoạn để anh sẽ xác định thử cái type beat lần này anh làm cho em là cái gì. Dạ. Sau đó anh em mình sẽ cùng sản xuất luôn. Hiện tại thì em có một cái demo mang tên là Liên Thanh. Liên Thanh nữa, súng Liên Thanh nữa. Dạ. Kiểu ấy. Nó vừa là súng Liên Thanh mà nó vừa là cái kiểu mà dáng của loài sen. Đó là cái bông hoa mà đại diện cho tỉnh của em, Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Dạ. Ok cũng là cái bông sen của Việt Nam mình. Em nghĩ là cái hình ảnh nó rất là đẹp. Dạ. Thế thì anh cũng hy vọng là sau này em cũng trở thành đặc sản âm nhạc của Đồng Tháp. Em có thử cho mọi người nghe một đoạn demo nhé. Son ôm nhụy vàng, rêu hương thơm âm vang, to đến lúc lụy tàn. Thân ta gai góc giữa trời, mặn rộng đời làm trời vơi. Ok là rồi. Một cái beat hơi old school một chút, nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ cho em. Anh có một cái ý tưởng này cực kỳ hay luôn. Bây giờ anh em mình vào cái phòng làm việc đi. Một lát nữa thôi em sẽ biết được cái tên của em nó liên quan tới cái gì. Mọi người đừng chuyển kênh nhé. Tôi hứa với mọi người luôn, đây là một món quà bất ngờ mà tôi dành tặng cho Suna. Bà muốn học làm beat hay đến gặp Thái Sơn. Bà muốn mua đồ làm nhà cũng đến gặp Thái Sơn. Yo, let's go. Đầu tiên thì anh sẽ làm cho em cái nhịp trước nhá, để em có thể tưởng tượng được. Thì anh làm cũng hơi hip hop, old school đi. Boom bap. Đối với anh thì nhịp này vẫn dễ nghe em ạ. Dạ. Ok, thêm hi-hat đồ vô. Đấy. Em thử hát lại để xem nó cái nhịp ok không? Dạ được. Thử xem. Lên đến chân vẫn hương thơm thanh khí trong đầm, không mang theo bao nhiêu suy tư lang thang một kiếp phong trần. Ta ngồi nghe thiên hạ khi dèm pha lời vô lời ra, như là chân xem hồng mang màu đen vàng xanh hoa tô đời ta. Ok, hợp đấy, hợp đấy. Ok, anh sẽ thêm một vài cái sao vặt vặt nữa để cho nghe nó nhún nhảy hơn. Ê. Ok à? Dạ. Đấy. Chung là anh thì rất là thích những cái gì mà nó liên quan tới làm trống á, làm mấy cái âm vặt vặt á, nghe thích lắm. Yeah. Rồi, bây giờ anh sẽ thêm 808. À, boom bap, hip hop các thứ cũ, nhưng mà khi mà mình có cái 808 vào thì nghe nó có nặng đô hơn em. Chắc. Ok, rồi. Anh sẽ làm cho em một cái tiếng mấy cái gọi là core, đánh hợp âm, nhưng mà nó sẽ dùng một cái âm gọi là plug. Cái âm này thì có thằng em anh hay làm, Masiu. Masiu hay rất làm nhạc kiểu world music như này, rất hay. Show out to Masiu nhá. Cảm ơn em hay share nhạc anh. Đấy. Để cho em dễ hát hơn và nghe nó cảm tình hơn. Trong đời không mang theo bao nhiêu suy tư lang thang một kiếp phong trần. Ta ngồi nghe thiên hạ kia dèm pha lời vô lời ra, như là chân xem hồ mang hồng đen vàng xanh hoa tô đời ta. Thương cho thân kiếp thầm tơ, môi đục gan mà xen mà đen làm chi khi chi biết nằm mơ. Theo dền văn thơ từ hoa trên gấm, như nước thấm nước cao thơ sức ấm với những nhanh thăng trầm. Vô bài cho xem lâm của ta là xem. Yeah. Ta thật như là lem nhìn chân lắm buồn đen. Hey. Yeah. Yeah yeah yeah. Nói chung nghe là anh thấy nhún nhảy rồi đấy. Ok. Thôi bây giờ cái khó này.
cảm thấy một cái gì đó nó dân gian đúng không ta? Dân gian mà dạ. Thì nó đang chưa có cái melody ấy, melody chính ấy. Thì chắc là bởi vì cái nhạc của em thì thường sẽ sử dụng rất là nhiều nhạc cụ dân tộc á. Dạ. Bây giờ chắc anh cho cái đàn tranh đi. Anh sẽ nhờ một nghệ sĩ đàn tranh rất nổi tiếng của nhà anh luôn. Đó là thợ beat. Là sao vậy mọi người? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ok em, thì sau đây sẽ là phần quà mà anh dành tặng đặc biệt cho em về âm nhạc nhé. Anh nghĩ nó là một loại nhạc cụ có thể đi với em trong suốt thời gian tới luôn. Và anh có một cái khám phá đặc biệt thôi, bởi vì khi mà biết là có mặt em trong cái series này thì vô tình cái tên của em Sona ấy, nó là tên của một loại kèn. Và thông dụng nhất thì mọi người biết nó là kèn đám ma. Ủa? Sona là kèn đám ma em ạ. Em có biết không? Không biết à? Không, em không biết. Rồi, ok, anh sẽ làm cho em cái sao kèn Sona này. Và anh sẽ lại nhờ nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc thợ beat sẽ chơi kèn Sona này. Ok, anh nghĩ là bởi vì anh hay chơi beatbox em, nên nó phải có những cái sound nó hơi con người miệng của mình một xíu. Thì anh sẽ kết hợp cái âm này vào cho em này. Đó, nghe nó rất là ma mị và vùng cao ha. Nghe nó hùng vĩ. Và cho nó một cái giọng trầm nữa. À, nhưng mà khi nó vào beat thì nghe nó như thế này. Ê. Hợp lý đúng không? Quá hợp đấy. Lý. Rồi cuối cùng khó nhất là đoạn drop em ạ. Drop thì anh sẽ kèn Sona. Kèn đập ma. Nè. Ok, và anh sẽ kết hợp cái này. Hey. Đấy. Cái âm thanh này em hay kêu là âm thanh tĩnh tâm. Tĩnh tâm á, nhạc thiền nữa. Nhạc thiền đúng okay. Rồi. Cho Sona vào nhá. Hey. À, đây là mình xong có một cái đoạn drop này. Ok la, đấy. Thì nói chung mình đã khá là xong phần beat rồi. Bây giờ anh sẽ ghép thử cái demo của em một chút xíu, tiết lộ với mọi người chút xíu về cái giọng của em nhá. Mọi người ơi, Sona tự bè, tự các thứ hết luôn mọi người. Ghê chưa? Uầy. Đây, show cho mọi người thấy nha. Như là chân xem hồng anh hồng đen vàng xanh hoa tô đời ta. Thương cho thân kỳ tầm tơ môi được găng mà xem mà đang làm chi khi chi biết nằm mơ. Theo dền văn thơ từ hoa trên găm như nó thăm đất cao tôi xứng âm với những nhanh thăng trầm. Đấy, mọi người thấy Sona tự bè này. Tiết lộ thế thôi bây giờ. Để mà sau đây thì sẽ là một phần mà chắc mọi người đang rất là hóng. Nãy giờ tôi làm beat tùm lum rồi thấy Sona bè các thứ. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng đón xem phần trình diễn ca khúc liên thanh tại sân khấu của chúng tôi. Yeah, live performance. Live performance.
là chân, xem hôm anh hồng đen vàng xanh hoa tô đời ta. Thương cho thân ký tầm tơ, mua được găng mà xem mày đang làm chi khi chi biết nằm mơ. Theo dền văn thơ từ hoa trên gấm, như nó thâm đất cao, tôi xứng ấm với những dáng thăng trầm. Phô bày cho họ xem tâm của ta là sen, thân phận như lò lem nhưng chẳng lắm buồn đen. Ai rồi cũng phải quen, có người thương người ghen ghét. Ý chí không ô hên cũng lại lên tất cao, bởi vì đã cùng là game. Đêm thiên tâm chi phục nhân sinh quang mang, lời ca rơi vào trong dân gian ai. Cười chê cũng chẳng sao, như là sen gần buồn đen khi chất ta vẫn thành cao. Vật trước mặt thật khủng hơn tòa nhà cao ốc. Chưa thành công ai mà khe, ai mà thấy, ai mà khen. Từ xe tới ta leo lên đỉnh, họ gọi đây Spiderman. Bỏ ngoài tai hết những chửi rủa mắng nhiếc và lời cam ram. Việc ta là trao dồi bản thân phấn đấu và làm. Lên TV nhiều hit game show chứng tỏ họ làm hoàn toàn. Lời nói đánh thép như súng liên thanh lên đạn và bang. Ép bản thân vào khuôn khổ, mặc cho dòng nước mắt tuôn đổ. Từ sáng như pháo hoa luôn nổ, âm thanh từ một chiếc chuông cổ. Trang phục lộng lẫy được giặt bởi những sợi chỉ thô. Một bài nhạc hit cũng từ Silla Ray và Sun Miro. Thì ai cũng bước từng băng dưới thấp rồi thì mới đến lên cao. Từ một kẻ vô danh chẳng có một ai biết tên, rèn luyện mới hóa nên sao. Đừng nhìn vào phút chốc rồi lại đánh giá rằng may mắn chẳng như nhau, bởi vì họ đã danh chấn xám và cả tuổi trẻ máu xương mới ra anh hào. Ta nhìn ra điều phi thường, tuy người nhân nhưng khiêm nhường, như là thân tâm nhưng chẳng hề tầm thường. Mỗi giật gan mà đan lại, ta luôn yêu kiểu trang đài. Ta tự do chẳng sơ vấn số ân bài. Khi đầu với bao chướng ngại, đôi chân bao lần vương lại, ta sẽ đứng khi hóa thành tường đài. Hướng đôi mắt với chân trời, vẽ ra tương lai tân thời. Xong làm sao chẳng uống ký một phần người. Tâm so nôn nhụy vàng, xeo hương thơm âm vang, tôi đến lúc lụy tàn. Thân ta gai góc giữa trời, mặc dòng đời lắm chơi vơi. Muốn học làm beat hay đến gặp Thái Sơn. Bạn muốn mua đồ làm nhà cũng đến gặp Thái Sơn. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Và vừa nãy là chúng ta vừa nghe một cái ca khúc của Sona. Và Sơn rất là hy vọng tất cả mọi người, nếu như các bạn yêu thích ca khúc này, hãy cũng like, share cái bài này. Và đặc biệt là ca khúc này đã lên trên tất cả các mọi nền tảng nghe nhạc. Và các bạn có thể bấm vào link bên dưới để ủng hộ cho chúng tôi nha. Và phần cuối cùng là phần cực kỳ quan trọng. Hôm nay thì anh đại diện cho rất là nhiều nhà tài trợ để có mặt để có thể tặng quà cho em. Đầu tiên là nhà tài trợ 9 lớn nhất xuất hiện ở cái logo ở trên này. Đó chính là AMD, là người đã tài trợ cho show của chúng ta có cái chi phí để sản xuất. Những cái mà xuất hiện ở trong ngày hôm nay. Đầu tiên đó là quà của AMD nhá, gồm có áo và mũ của AMD. Người ta đã làm luôn cả logo của Young Maker để tặng cho em. Cảm ơn ạ. Đấy, em trưng cái áo ra, xòe cái áo ra cho mọi người xem. Đây là cái logo của Young Maker Club chúng tôi in ở đây nhá. Và nếu các bạn khán giả nào yêu thích cái áo này có thể comment cho chúng tôi biết. Quà thứ hai là một món quà mà anh nghĩ là em có thu âm không? Dạ có. Chắc chắn em sẽ rất là thích. Đó là đến từ Shure. Shure là một cái thương hiệu âm thanh rất là lớn. Và người ta có chuẩn bị cho em một cái quà, đó là
Đấy, một cái tai nghe kiểm âm đến từ Shure giúp cho em có thể thu âm và em kiểm âm được âm thanh của mình. Dạ. Ok là. Cảm ơn anh. Yeah. Và cảm ơn nhà tài trợ rất là nhiều nhé. Và các bạn ơi, số thứ 2 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào số tiếp theo. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.